các hình ảnh đường ruột và cải thiện lâm sàng từ nước thông tin mật mã. Hội diễn thuyết đặc biệt Dr. Hiromi Shinya. Thời gian: trong 6 tháng nay, tôi đã quay được một số hình ảnh về đường ruột con người, dài khoảng 6 phút. Mời quý vị theo dõi đoạn tài liệu ngắn sau đây. Hiện quý vị đã nhìn thấy một đường ruột bình thường. Trước đó đã cho nhiều người xem qua rồi, đường ruột này rất đẹp. Trong đó mạch máu cũng rất sạch sẽ, như vậy chủ nhân của nó sẽ không bị bệnh. Có lẽ mọi người đều có đường ruột như vậy, tôi cũng vậy. Đây là đường ruột của người ăn chay, không ăn thịt. Trường hợp uống không đủ nước, phân sẽ bám dính lên thành ruột. Có thể nhìn thấy không có sắc máu, đồng thời có thể nhìn thấy có ít phân bám lên thành ruột. Nhưng như vậy vẫn có thể xem là đường ruột khỏe mạnh. Nhưng nếu ăn nhiều thực phẩm động vật, cá và các thực phẩm chất đạm cao sẽ khiến cho đường ruột co rút. Bác sĩ nói, như vậy là viêm đại tràng. Nếu chỉ ăn thực phẩm giàu đạm thì không tốt cho sức khỏe. Phải ăn nhiều rau củ, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ thì đường ruột mới trở nên mềm mại. Đây là tật thể thất của một bệnh nhân thời kỳ đầu. Những người chỉ ăn thịt, người này thường xuyên ăn phô mai. Những thực phẩm có cholesterol cao, bà ít ăn hoa quả. Thường thì đường ruột của người này hết sức nhạy cảm, mẫn cảm khi bắt đầu thức dậy, phải vào nhà xí 3 lần. Có thể nhìn thấy các túi thừa trên đường ruột. Sau khi vào công ty, còn phải vào nhà vệ sinh 1 đến 2 lần nữa. Đây cũng là tật thể thất vừa xem, tương đối nghiêm trọng. Đây là đường ruột có một loại khuẩn luân phục. Loại khuẩn hình tròn này sẽ làm cho đường ruột co rút, không thể bài tiết thuận lợi. Phân tàn dư giữa các đoạn ruột gọi là túc tiện, cho nên đường ruột phải luôn giữ sạch sẽ. Đây là đường ruột dơ bẩn, là đường ruột của bệnh nhân ung thư vú. Nhìn thấy đường ruột người này, cảm thấy quả nhiên bị bệnh rồi. Sau 4 tuần dùng nước thông tin mật mã, thì đường ruột trở nên sạch sẽ. Đây là đường ruột của một người ung thư phổi. Nhìn thấy rất dơ. Từ giờ phút này, đường ruột sẽ hấp thu các loại độc tố, cuối cùng sẽ làm cho gan càng thêm mệt mỏi. Vì phải cố gắng để giải độc. Khi tích tụ nhiều phân như vậy, sức khỏe thân thể sẽ trở nên thế nào đây? Đây là sau 2 tháng liên tục uống chất chiết xuất từ sữa chua, uống nhiều nước thông tin mật mã và cải thiện ăn uống. Trong một loạt cải thiện như vậy, hình ảnh ruột sẽ trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều. Chúng ta cùng xem lại người này, thực tình thì rất dơ. Người này cũng là bệnh nhân ung thư vú. Phái nữ nếu không uống nước nhiều và ăn nhiều loại thức ăn từ sữa thì cũng có thể dơ như vậy. Nhưng sau 2 tháng sử dụng nước thông tin mật mã, quả nhiên đường ruột sạch rồi. Như hình ảnh đường ruột này, sau khi cô ta giải phẫu xong thì khả năng tái phát rất nhỏ. Nếu dơ như hình ảnh vừa rồi là không được, bệnh sẽ tái phát trở lại. Đây là một người đàn ông Mỹ 37 tuổi. Ông ta là bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. Ông ta ăn rất nhiều thịt lúc còn trẻ và một ngày uống khoảng 2.000cc sữa bò. Hậu quả là trở nên thế này. Hình ảnh ruột như vậy có thể mắc phải bất cứ bệnh ung thư nào. Sau khi phẫu thuật, ông ta sử dụng nước thông tin mật mã trong 3 tuần thì đường ruột trở nên sạch sẽ. Đoạn tài liệu này sắp đến hồi kết rồi. Đây vẫn là hình ảnh cho đường ruột dơ bẩn. Ông ta cũng là bệnh nhân ung thư. Nhưng là ung thư gì thì tôi quên mất rồi. Sau 2 tháng sử dụng nước thông tin mật mã thì đường ruột cũng đã sạch sẽ. Khi vi khuẩn trong đường ruột được cân bằng thì hình ảnh trong đường ruột sẽ tốt hơn. Nhưng nếu chúng ta không ăn uống điều độ, không chịu uống nước thường xuyên thì cho dù có uống chất nước thông tin mật mã cũng chưa chắc tốt đâu. Cần phải cải thiện ăn uống toàn diện, uống nhiều nước.
đồng thời dùng chất nước thông tin mật mã như tôi nói khi nãy. Những loại vi khuẩn sống trong đường ruột cũng là những loại vi khuẩn có sữa chua, đều là vi khuẩn tốt. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại trạng thái vi khuẩn trong ruột sau khi uống chất nước thông tin mật mã nha. Vi khuẩn tốt gia tăng rất nhiều. Đây là hình ảnh viêm loét đại tràng. Nhìn hình ảnh là biết bệnh rồi. Không cho người bệnh này uống sữa bò, cũng như các sản phẩm từ sữa. Không ăn thịt và chỉ ăn chay. Sau khi đã cải thiện được ăn uống của ông ta thì cho uống nước chất lượng tốt. Với cách trị liệu như vậy, đường ruột của ông ta sẽ trở nên sạch sẽ. Sau đó chúng tôi cho người này uống chất nước thông tin mật mã khoảng 6 tháng và nói cho ông ta biết rằng ông ta sẽ khỏe lên thôi. Cải thiện ăn uống của ông ta, uống nhiều nước tốt, vì người này không mấy khi uống nước. Chỉ uống các loại thức uống mà ông ta đã từng uống cách đây 3 tháng. Trải qua 6 tháng trị liệu, niêm mạc đã được phục hồi, đường ruột trở nên sạch sẽ, đẹp đẽ. Chỉ cần đường ruột sạch sẽ thì nhiều bệnh tật sẽ không có đất sống. Vì vậy, quý vị hãy giữ gìn sức khỏe. Cố gắng 1/10 cũng tốt, 1/3 cũng tốt, 100% là tốt nhất. Xin hãy nhớ tôi và những lời tôi đã nói. Xin hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Xin cảm ơn quý vị.